Thải sạch độc tố cơ thể nhờ ăn chuối theo cách này liên tục trong 12 ngày khiến triệu người làm theo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, trong vô vàn các loại trái cây thì có lẽ chuối là loại quả rất gần gũi và quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam ta phải không ạ? Sở hữu nhiều dưỡng chất quý, chuối rất được ưa chuộng và thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của mọi gia đình. Không chỉ vậy, chuối còn có giá thành bình dân, hợp túi tiền nên bất kỳ ai cũng có thể ăn thường xuyên chứ không hề đắt đỏ như các loại trái cây khác. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta chỉ coi chuối là loại quả tráng miệng mà ít ai biết rằng loại quả thần nông này còn là vị thuốc quý, đem lại nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và làm đẹp. Thậm chí, nếu chúng ta ăn chuối theo những cách mà Sống An Nhiên chia sẻ dưới đây, liên tiếp trong 12 ngày, không chỉ giúp bạn cải thiện sức đề kháng mà còn giúp bạn thải sạch độc tố ra bên ngoài cơ thể. Vậy loại quả dân dã này có những lợi ích thần kỳ nào mà ai cũng nên nắm rõ để chăm sóc sức khỏe của chính mình? Hãy cùng Sống An Nhiên đi khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Công dụng thứ nhất, ngăn ngừa ung thư. Definidin là một chất chống oxy hóa có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ác tính. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, bạn chỉ cần ăn chuối tiêu đều đặn là có thể thu được nguồn dưỡng chất tuyệt vời này với một mức chi phí khá rẻ. Công dụng thứ hai, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali là một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đóng vai trò quan trọng, thế nhưng rất ít người bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống. Chuối là một nguồn chứa nhiều kali, một quả chuối cỡ trung bình 118g có chứa đến 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp và những người ăn nhiều kali có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn tới 27%. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Công dụng thứ 3, chuối tiêu giúp cải thiện hệ miễn dịch. Cứ mỗi quả chuối tiêu bạn ăn đã cung cấp cho cơ thể 10mg vitamin C, khoảng 15% nhu cầu canxi cơ thể cần đáp ứng mỗi ngày. Loại vitamin này được biết đến với khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa, cải thiện hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C còn giúp các tế bào khỏe mạnh và tăng cường khả năng hấp thu sắt, điều này rất có lợi cho người bị thiếu máu. Công dụng thứ 4, chống oxy hóa mạnh. Trái cây và rau quả là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống và chuối cũng không ngoại lệ. Chuối có chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh bao gồm dopamine và catechin. Tuy nhiên, nhiều người thường hiểu lầm rằng dopamine từ chuối hoạt động như một chất hóa học tốt trong não. Trong thực tế, dopamine từ chuối không vượt qua hàng rào máu não mà chỉ đơn giản hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng thay đổi hormone hoặc tâm trạng như dopamine bình thường. Công dụng thứ 5, tác dụng của chuối giúp chống thiếu máu. Trong chuối có chứa nhiều chất sắt, do đó việc tiêu thụ chuối có thể kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và giúp chống tình trạng thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng suy giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố trong máu, dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi, da xanh xao và khó thở. Hơn nữa, lượng vitamin B6 có trong chuối điều chỉnh lượng đường trong máu cũng có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu. Công dụng thứ 6, tăng độ nhạy insulin. Kháng insulin là một yếu tố nguy cơ chính đối với nhiều bệnh nghiêm trọng nhất trên thế giới, đặc biệt là bệnh tiểu đường type 2. Nguồn kháng tinh bột cao chủ yếu ở chuối chưa chín. Một số nghiên cứu cho thấy rằng 15-30g lượng kháng tinh bột mỗi ngày có thể cải thiện độ nhạy insulin tới 33-50% trong vòng 4 tuần. Công dụng thứ 7, cải thiện sức khỏe thận. Kali rất cần thiết cho việc kiểm soát huyết áp và chức năng thận khỏe mạnh, là một nguồn kali tốt trong chế độ ăn uống. Chuối có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc duy trì thận khỏe mạnh. Một nghiên cứu kéo dài 13 năm ở phụ nữ đã cho thấy rằng những người ăn chuối 2-3 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn 33%. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng những người ăn chuối 4-6 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn gần 50% so với những người không ăn. Công dụng thứ 8, cải thiện khả năng tập trung. Đây cũng là một trong những công dụng của chuối tiêu với sức khỏe không phải loại trái cây nào cũng có được. Theo một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại trường trung học Twickenham của Anh, 200 học sinh của trường đã được cung cấp chuối tiêu vào bữa sáng, trong giờ ra chơi và bữa chiều. Kết quả cho thấy, những học sinh này tỏ ra sáng suốt hơn so với những em khác trong khi làm bài thi. Sở dĩ ăn chuối tiêu giúp đầu óc tỉnh táo, tập trung hơn là nhờ thành phần kali và vitamin nhóm B dồi dào trong chuối tiêu. Công dụng thứ 9, giải rượu nhờ ăn chuối tiêu.
Chuối tiêu kết hợp với mật ong và sữa có thể giúp bổ sung nước, tăng khả năng đào thải chất cồn, điều hòa dịch dạ dày. Nhờ đó, các quý ông có thể nhanh chóng tỉnh táo trở lại sau khi lỡ uống quá nhiều rượu. Cách sử dụng chuối tiêu giải rượu khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 2 quả chuối đem xay nhuyễn cùng với một ít sữa tươi không đường và mật ong. Cuối cùng chỉ việc rót sinh tố ra ly và thưởng thức. Công dụng thứ 10. Chuối tiêu giúp đôi mắt sáng khỏe. Thói quen ăn mặn khiến cơ thể bị tích nước, gây phù tay chân, sưng bọng mắt. Ăn chuối tiêu có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này. Thành phần kali trong chuối tiêu có tác dụng tăng cường bài tiết lượng nước và muối dư thừa trong máu, cân bằng hàm lượng natri. Ngoài ra, chuối tiêu còn bổ sung carotein và giúp ngăn ngừa lão hóa mắt sớm, làm cho cửa sổ tâm hồn của bạn sáng hơn, khỏe hơn và bớt mệt mỏi. Công dụng thứ 11, tác dụng của chuối hỗ trợ giảm cân. Chuối có ít calo, một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo nhưng vẫn chứa đầy đủ dinh dưỡng và giúp bạn no. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chuối liên tục có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Hơn nữa, chuối chưa chín có chứa nhiều kháng tinh bột, vì vậy chúng có xu hướng khiến bạn nhanh no và làm kìm hãm cơn thèm ăn của bạn. Điều này có thể góp phần giúp bạn giảm trọng lượng cơ thể lành mạnh. Không chỉ mang lại những tác dụng hữu ích cho sức khỏe, chuối còn được chị em phụ nữ ưa chuộng nhờ có nhiều công dụng trong làm đẹp như: lợi ích thứ nhất, ngăn ngừa lão hóa da. Với thành phần vitamin và khoáng chất dồi dào, chuối tiêu giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, chống lão hóa da. Qua đó giúp chị em phụ nữ chống lại sự hình thành của các nếp nhăn, sạm, nám, tàn nhang trên da. Bạn chỉ cần thái chuối tiêu chín thành những lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên da mặt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Duy trì thực hiện đều đặn để làn da luôn căng mịn và tràn đầy sức sống. Lợi ích thứ hai, trị mụn trứng cá. Chuối tiêu, đặc biệt là vỏ chuối, được xem như khắc tinh của mụn trứng cá nhờ vào đặc tính kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên. Để trị mụn, bạn hãy lấy 1/2 quả chuối tiêu nghiền nát, trộn thêm 1 thìa dầu dừa vào và đắp lên vùng da có mụn 30 phút. Cách khác có thể lấy phần màu trắng phía trong vỏ chuối đắp lên nốt mụn cũng hiệu quả không kém. Lợi ích thứ ba, làm sạch tế bào chết trên da. Cuối cùng, một công dụng của chuối tiêu với làm đẹp đang được nhiều chị em dỉ tai nhau, đó chính là tẩy tế bào chết. Massage da với hỗn hợp chuối và đường sẽ giúp bạn nhẹ nhàng loại bỏ sạch lớp tế bào chết sần sùi trên da, giúp lỗ chân lông được thông thoáng và ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn. Lợi ích thứ tư, chuối tiêu giúp nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt. Chất dầu tự nhiên cùng với các thành phần khác trong chuối như kali, carbon hydrate, vitamin C đều là những dưỡng chất rất cần thiết cho mái tóc. Chúng giúp bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, khắc phục tình trạng gãy rụng, chảy ngọn và nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt từ gốc đến ngọn. Ngoài việc ăn chuối tiêu, bạn có thể nghiền chuối làm mặt nạ ủ tóc mỗi tuần 3 lần. Đây là giải pháp đơn giản để thay thế cho các sản phẩm chăm sóc tóc đắt đỏ. Các bạn thân mến, với những lợi ích tuyệt vời kể trên, chuối thật xứng đáng là loại thực phẩm đáp ứng 3 tiêu chí: ngon, bổ, rẻ phải không ạ? Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ăn chuối khoa học và tốt cho sức khỏe. Thậm chí, nhiều người đã lạm dụng chuối quá mức, đã khiến loại quả quen thuộc này trở thành chất kịch độc, gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như tăng kali máu, đau đầu chóng mặt hoặc tê liệt toàn thân. Vậy có những sai lầm nào khi ăn chuối mà hầu hết chúng ta đều đang mắc phải? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất, không ăn chuối khi đói. Do chứa nhiều magie nên chuối là nguyên tố nhạy cảm gây ảnh hưởng đến chức năng của tim, ức chế mạch máu tim. Ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể đột ngột tăng cao, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu tim, không có lợi cho sức khỏe. Thời điểm ăn chuối tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút. Thứ hai, không nên ăn chuối buổi sáng. Chúng ta không nên ăn chuối vào buổi sáng hoặc khi cần tỉnh táo, bởi trong chuối có chứa chất gây buồn ngủ tức thời, serotonin. Loại chất này sẽ ngay lập tức khiến bạn rơi vào trạng thái ngáp ngủ, mệt mỏi, không tỉnh táo, thiếu tập trung, dẫn đến hiệu quả công việc kém. Cuối cùng, một số người bị dị ứng với chuối nên tránh hoàn toàn nếu thấy ăn chuối gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng, nổi mề đay hoặc thở khò khè. Thứ ba, không ăn quá nhiều chuối.
Chuối là loại quả có chứa hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin dồi dào, phong phú, giúp bạn tăng cường calo, làm đẹp da, mắt sáng, tinh anh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn ăn chuối quá nhiều, lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều, khiến bạn béo phì thừa cân, gây tổn hại đến sức khỏe. Theo các chuyên gia thì bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Thứ tư, không ăn chuối khi bị đau nửa đầu. Trong thành phần của chuối chứa tyramin, phenylethylamin và axit amin có thể làm giãn mạch máu, nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng các chất này cao hơn. Khi bạn đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn, vì nếu ăn chúng sẽ khiến những cơn đau của bạn kéo dài, khiến bạn chịu nhiều tổn thương cho sức khỏe. Thứ năm, người mắc bệnh dạ dày. Nếu như bạn đang có bệnh về dưỡng tiêu hóa, dạ dày thì bạn không nên ăn chuối, bởi nếu bạn ăn chuối dễ làm cho bệnh tình thêm tăng nặng. Ngoài ra, bạn tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói, vì khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc đau bụng. Thứ sáu, người đang bị tiêu chảy. Nếu bạn đang bị tào tháo đuổi thì nên hạn chế ăn chuối, bởi nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện. Nếu bạn ăn chuối sẽ khiến cho tình trạng tiêu chảy càng thêm nặng nề hơn, khiến cho sức khỏe suy kiệt. Thứ bảy, người bị tiểu đường, tim mạch. Với những người đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín, vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Ngoài ra, với những người mắc bệnh tim mạch thường phải sử dụng một loại thuốc chặn beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Thứ 8. Người đang cần sự tỉnh táo. Bạn có thể ăn chuối trước giờ đi ngủ để có thể nhanh buồn ngủ, nhưng nên tránh ăn chuối khi đang lái xe đường dài hoặc trong những lúc bạn cần được tỉnh táo, vì trong chuối có chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Carbon hydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể chúng ta tiết ra để cho phép tryptophan vào não, từ đó tạo ra serotonin. Serotonin sẽ khiến bạn có cảm giác buồn ngủ. Quý vị thân mến, sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị thấy sao về loại quả quá đỗi bình thường ở nước ta nhưng lại trở thành thực phẩm vàng mà các nước trên thế giới săn lùng ạ? Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp quý vị trong việc lựa chọn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi ăn chuối, bạn cũng cần lưu ý ăn với lượng vừa phải để cảm nhận sự thay đổi tích cực bên trong cơ thể nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.